Galaxy A71 chiến tốt loạt game nhẹ hát nhất hiện nay như Euro Rover Home, Subway Surfer, Fortnite, Anthos Advance cho đến tự game đồ họa nặng như PUBG, Liên Quân Mobile ở mức đồ họa cao. Ngành công nghiệp game đang chuyển hướng mạnh mẽ qua nền tảng điện thoại. Các hãng game từ lớn đến nhỏ trình làng trò chơi nào cũng đều ra mắt phiên bản mobile, thậm chí còn ưu tiên và tối ưu cho bản di động lên hàng đầu. Thời đại ngồi liền một chỗ cày game trên máy tính đã xa xôi, giờ là thời người dùng trẻ chiến game trên điện thoại bất kể mọi lúc mọi nơi. Trong tầm giá 10 triệu đồng, Samsung Galaxy A71 có thể chất hết mọi thể loại game đồ họa từ cao đến rất cao. Model này được trang bị chip, loa, màn căng đét và nhiều tính năng ưu việt phù hợp với các bạn trẻ muốn thử sức trên con đường nghiêm túc trở thành game thủ. Game thủ nào mỗi ngày cũng cày ít nhất 10 trận, mỗi trận 30 phút. Với thời gian say sưa cắm mặt vào điện thoại như vậy, smartphone của bạn nhất định phải trang bị màn hình tốt nhất hiện nay. Nói về chất lượng hiển thị, xưa nay chưa ai qua mặt được Samsung với tấm nền Super AMOLED trứ danh, không chỉ sản xuất cho hãng mà còn bán cho các hãng di động cao cấp khác. Với Galaxy A71, chiếc màn hình này còn làm được nhiều hơn thế nữa để phục vụ người dùng chơi game. Màn hình Galaxy A71 kế thừa vẹn nguyên tấm nền Super AMOLED, nhưng có kích thước 6.7 inch lớn nhất hiện nay. Độ phân giải FHD, song quan trọng nhất là mật độ điểm ảnh 394 ppi cao hơn các model cùng phân khúc. Góc nhìn màn hình rộng, chơi game ngoài trời không gây lóa mắt. Không chỉ cho trải nghiệm chơi game mãn nhãn, Galaxy A71 còn khiến các game thủ mãn nhĩ với công nghệ âm thanh loa phòng Dolby Atmos khi đeo tai nghe. Trải nghiệm chơi game trên máy, game thủ Hà Tiểu Phu nhận xét, đồng đội mạnh mà lại thêm khoản điện thoại mượt thì trận game phải nói là siêu gay cấn. Đồng đội thì dĩ nhiên phải đi tìm, còn vũ khí thì có Samsung Galaxy A71 là chuẩn không cần chỉnh rồi. Màn hình tràn viền vô cực siêu lớn, chiến game phải nói là quá đã mắt, thêm cái mỏng nhẹ mực nhất chỉ 7.7mm là say sưa cầm chơi cả ngày mà không lo mỏi tay luôn. Sở hữu một thứ vũ khí cực xịn như vậy thì biến nào trong game cũng cân được. Sức mạnh chơi game của Galaxy A71 đến từ con chip Snapdragon 730 đầu bảng dành cho phân khúc cận cao cấp, hoạt động tối ưu trên tiến trình 8 nanomet tối ưu các tác vụ và tiết kiệm điện năng. Con chip này gồm 8 lõi, 2 nhân hiệu năng cao Carrizo 470 Costa 76, xung nhịp 2.2 GHz và 6 nhân Carrizo Silver Costa 55 xung nhịp 1.8 GHz, chiếc đồ họa CPU Adreno 618. Tiếp thêm đao kiếm, cho Snapdragon 730 là RAM 8GB hỗ trợ đa nhiệm và bộ nhớ ngoài RAM 128GB, khả dụng 107GB, đủ để cài cả trăm ứng dụng game. Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ của chiếc set và phần mềm AI Gaming Book đem đến trải nghiệm chơi game mượt mà. Chơi game nuôi mèo ảo Euro Rover Home đang làm giới trẻ đảo điên gần đây, Galaxy A71 cho cảm nhận thỏa mãn khi tham gia mọi nhiệm vụ cắt móng, tắm gội, vuốt ve thú cưng. Thanh Hà, 24 tuổi, Hà Nội cho biết, trước đây rất ghét việc bạn trai chơi game, nhưng trong một lần tò mò tải Euro Rover Home về chơi thử trên Galaxy A71 đã kiện, hồi nào không hay. Euro Rover Home chơi sướng nhất trên Galaxy A71, đổi sang máy vùi bắt hơn thì không thể nào nuốt nổi game. Video liên quan Snapdragon 730 cũng chơi mượt mà mọi tựa game nhẹ hát hit hiện nay như Candy Crush, Subway Surfer, 8 Bon Spoon, Temple Run, Fortnite hay trượt tuyết băng sa mạc với game Anthos Advance ở mọi mức cài đặt. Song khả năng độ game của Galaxy A71 chỉ có thể chứng minh khi chơi các game đồ họa nặng như PUBG Mobile, Liên Quân Mobile hay Leo Rank, phù phù với Asphalt 9, Gangsta Vegas và Mobile Legends. Trải nghiệm thực tế cho thấy Galaxy A71 không ngán bất cứ tựa game nặng nào. Chia sẻ trên kênh riêng, Eo Ubertoni Phùng đã thử chơi Liên Minh Mobile trên Galaxy A71.
ở mức setting cao vừa phải, chia team chơi combat 5-10 tháng 5, chia 3 phe hay 1-0-1-0 chia 2 phe đều không phải nghỉ. Những trận đấu 10-10 thường diễn ra hấp dẫn, với những màn combat tổng vô cùng lớn có sự tham gia của 10 hero mỗi bên. Máy ít nóng, ngay cả khi chơi lâu nhiệt độ máy thoát ra tay, cũng không nhiều nhờ mặt lưng làm bằng nhựa cách nhiệt tốt. Cài đặt mức setting cao nhất, độ hòa ở HDR, độ mượt ở cực độ, tốc độ khung hình 60fps, máy hiếm khi chật lát. Đặc biệt, chơi game trên Galaxy A71 phải nói là mệt nghỉ với viên pin 4500mAh thuộc nhóm lớn nhất phân khúc. Thời gian chơi game giả lập ở chế độ đồ họa cao trên GX Pen đạt 7 giờ, tính từ lúc đầy pin đến khi còn 10%. Chưa kể, Galaxy A71 còn hỗ trợ sạc nhanh 25W, sạc 50% pin sau 30 phút và sạc đầy 100% pin sau 80 phút cho trận đấu không gián đoạn. Nếu người dùng muốn giết thời gian rảnh rỗi vào những tựa game nổi tiếng nhất hiện nay, Galaxy A71 là lựa chọn vượt kỳ vọng về một chiếc smartphone leo rank giỏi. Giá 10 triệu đồng, Galaxy A71 có thể thua kém flagship chút ít, nhưng chắc chắn áp đảo các đối thủ cùng tầm giá khi chiến kim nặng. HT theo thế giới trẻ, Let's Love Us.